Hello, hello, xin chào các bạn để đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ bảy cuối tuần rồi. Thường đó thì thứ sáu là một cái video nó ngắn hơn các bạn, tại vì chúng ta có ít thông tin hơn. Nhưng mà hôm nay đó sẽ là một cái video dài, tại vì không phải chúng ta có nhiều tin tức, chúng ta cũng có một số những tin tức lớn thường muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà đặc biệt hơn đó là ngày hôm nay chúng ta lại có thêm rất nhiều thông tin các bạn đến từ những cái chuỗi email hồi trước đây năm 2009 liên quan đến thì trong những email đó đó đã nói với gì các bạn có cho chúng ta thêm một cái dấu vết gì về sà thu si lại hay là không và sà thu si là một người như thế nào tư tưởng của ông về Bitcoin ban đầu ra sao, tại sao lại là 21 triệu Bitcoin. Đó là như gì mà Thùng sẽ chia sẻ với các bạn. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy nói tới một số những cái tin tức đi. Tại vì cái thông tin đi qua Satoshi là cái tin tức mà lớn nhất ngày hôm nay trên X các bạn có rất nhiều người chia sẻ. Nhưng mà Thùng sẽ cố gắng tổng hợp lại tại vì cái chuỗi email nó cực kỳ dài luôn các bạn. Và tại sao lại có chuỗi email này nó liên quan đến một cái vụ kiện. Thùng sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa. Nhưng mà trước hết thì hôm nay là ngày thứ sáu ngày mai là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ sẽ không có video các bạn. Thùng sẽ nghỉ ngơi một ngày và gặp lại các bạn ngày kế tiếp. Trước hết thì bắt đầu từ thị trường chứng khoán đó thì các bạn đã thấy là chỉ số Dow Jones hôm nay cũng như là chỉ số S&P 500 đó, thì kết thúc không thay đổi nhiều các bạn vẫn là xanh. Dow Jones tăng 0.16 và S&P 500 tăng 0.03 mà thôi. Nhưng mà thật ra hôm nay cả hai chỉ số chứng khoán này đó đã đạt đỉnh mới trong ngày rồi các bạn tiếp tục tăng trưởng và chỉ số Nasdaq đó thì xuống 0.28%. Tại sao thì các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta tiếp tục thấy cái sự tăng trưởng của Nvidia và hôm nay đó cổ phiếu Nvidia đã chính thức có được tổng số vốn hóa là hơn 2.000 tỷ đô la các bạn và hiện bây giờ Nvidia là công ty đáng giá thứ tư trên thế giới và chúng ta thấy được là không chỉ riêng là cổ phiếu Nvidia tăng trưởng mà chúng ta cũng thấy được là cổ phiếu Block nghĩa là cổ phiếu của Jack Dorsey đó các bạn thì công ty này đó hôm nay đã có cái sự tăng trưởng tiếp tục chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu đã tăng 16.13% và chúng ta thấy là lý do tại sao là liên quan đến thu nhập của quý 4 rất là tốt các bạn thu nhập là 5.77 tỷ đô la so với ước tính là chỉ có 5. 7 tỷ mà thôi và thu nhập từ Bitcoin đó là 66 triệu đô la trong quý 4 tăng 90% so với năm ngoái và thu nhập từ Bitcoin cả năm ngoái đó là 9 tỷ rưỡi tăng 24% so với năm trước đó các bạn thì chúng ta cũng biết là công ty này là công ty mà trước đây gọi là công ty Square đó thì họ có một cái ứng dụng gọi là Cash App và ứng dụng này đã cũng cho các bạn có thể mua bán crypto tương tự như là một sàn giao dịch các bạn và đương nhiên đứng sau lưng công ty Block này đó là Jack Dorsey Jack Dorsey là một người mà các bạn đã biết trước đây đứng đầu công ty Twitter trước khi mà bán cho Elon Musk Nhưng mà ngoại trừ là công ty Twitter ra đó Thì Jack Dorsey còn có một công ty khác nữa là công ty Square Sau khi mà bán cho Elon Musk rồi đó, Thì Jack Dorsey đã chú tâm chỉ phát triển công ty còn lại Và đổi tên công ty đó thành Block Tại vì công ty này là công ty mà sẽ hỗ trợ phát triển mạng lưới Bitcoin Cũng như là thúc đẩy cái sự chấp nhận của Bitcoin sau này Chúng ta cũng thấy được là công ty Block này Họ cũng sắp sửa phát hành những cái ví lạnh Mà được tạo ra một cách khác biệt so với cái ví mà chúng ta biết hiện bây giờ trên thị trường là cái ví Ledger và Trezor. Khi nào mà có thêm tin tức thường sẽ chia sẻ với các bạn. Tại vì cái ví đó bây giờ vẫn chưa có bán, nhưng mà chúng ta thấy được là công ty này đã có cái thu nhập tốt, tại vì chúng ta thấy được cái sự hứng thú đến từ thị trường. Năm ngoái là một năm mà có cái sự hồi phục cho nên chúng ta cũng thấy được là cái volume giao dịch ở trên blog cũng đã tăng lên Và chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu ngày hôm nay đó thì giảm một chút xíu các bạn Ở mức là 76 đô 57 cent cho một thùng dầu thì cũng trong cái phạm vi chúng ta đã biết rồi từ 70 đến 80 Hợp đồng của vàng đó thì tăng nhẹ một chút ở mức là 2045 đô cho một ounce vàng Còn về crypto thì sao các bạn? Về crypto đó thì chúng ta thấy được là giá BTC ngày hôm nay giảm một chút xíu so với ngày hôm qua Chúng ta có thể nhìn thấy khi mà nhìn vào con let go ra thì BTC giảm 1.2% so với cái giá của giờ này ngày hôm qua thì không phải đi nhiều lắm đâu các bạn. Thì bây giờ ra Bitcoin là mức 50.763 thì có một số bạn lo lắng nhưng mà trên căn bản chúng ta vẫn trong cái phạm vi chúng ta đã biết là từ 50 tới 52 ngàn và ngay bây giờ đã đối thuận thì Bitcoin vẫn chưa có lựa chọn là sẽ đi vào xu hướng nào hết các bạn và cả thị trường đó thì chúng ta nhìn thấy được cũng đi theo xu hướng của BTC ngày hôm nay cũng có nhiều màu đỏ các bạn ngoài trừ Uniswap hôm nay đã tăng 61.9% và chúng ta cũng đã thấy được là tổng số vốn hóa ngày hôm nay đã thì xuống 1.2% vẫn hơn 2 nghìn tỷ và đối với Bitcoin đó thì chúng ta đều biết là có rất nhiều lệnh đòn bẩy hiện bây giờ và trên căn bản chúng ta vẫn đang ngồi chờ xem Bitcoin sẽ quyết định đi về cái hướng nào tại vì cả hai hướng đều sẽ dẫn đến nhiều lệnh bị thanh lý các bạn chúng ta cũng đã từng nói đến cái biểu đồ đến từ con class để thuận và các bạn thấy rõ hơn thì ngày hôm nay đó cái update biểu đồ này ra sao các bạn chúng ta nhìn thấy được là nếu như mà giá của btc trở về cái mức là khoảng 48.664 nghĩa là giảm khoảng 2.000 đô đó thì sẽ có hiện bây giờ ngay thời điểm này tổng cộng là 1.7 tỷ đô la lệnh lon sẽ bị thanh lý ngược lại nếu như mà giá của BTC tăng lên tới cái mức là khoảng 52.328 như là tăng 2.000 đô từ cái mức này cỡ đó thì sẽ có 1.9 tỷ đô la bị thanh lý. Có nghĩa là 1.9 tỷ đô la lệnh sốt bị thanh lý nếu như mà giá tăng lên tới mức là khoảng 52.318 thì cái số lệnh bị thanh lý nó sẽ nhiều hơn khi mà giá tăng nhưng mà cái sự khác biệt đó đối thuần cũng không có nhiều lắm đâu các bạn và chúng ta nhìn thấy được là cả hai đâu khoảng cách với mức giá bây giờ thì cũng cỡ đó khoảng chừng là 2.000 đô có thể là các bạn lo lắng thay giá lên lên xuống xuống hàng ngày nhưng mà đó là điều mà chúng ta đã nói tới rất nhiều trên channel này trong vòng mấy ngày qua rồi các bạn sẽ thấy được là cho dù mỗi ngày đó cái giá không có thay đổi nhiều so với ngày trước đó nhưng mà trong một ngày chúng ta thấy được là giá có sự di động rất là nhiều tại vì đang có nhiều lệnh đòn bẩy ở trên thị trường và cho đến khi nào mà Bitcoin lựa chọn đi về hướng nào thì lúc đó chúng ta mới tính tiếp các bạn chứ còn ngay bây giờ Bitcoin vẫn đang nằm ngay chính giữa các bạn giữa những cái số lệnh lớn như thế này và cái điều mà quan trọng hơn đó là Bitcoin ở đây càng lâu thực ra là càng tốt các bạn chúng ta cũng đã từng nói đến cái biểu đồ liên quan đến phần trăm có lời thì giá của Bitcoin ở một mức nào đó càng lâu thì cái phần trăm có lời càng hạ nhiệt các bạn và hôm nay đó tiếp tục hạ nhiệt ở mức vẫn còn cao nhưng mà đã thấp hơn nhiều so với cái t vài ngày ngày 20 tháng 2 đó nghĩa là cái đây khoảng chừng 3 ngày thì các bạn thấy được là cái chỉ số này đã lên tới 94.49% là có lời bây giờ đã giảm xuống chỉ còn có 90.04 mà thôi nếu như chúng ta thấy được ngày mai giá BTC ở mức này đó thì sẽ giảm xuống nữa tại vì sao các bạn tại vì của một mức giá nhưng mà ngày này qua ngày nọ sẽ có người bán và sẽ có người mua và BTC giữ nguyên cùng mức giá có nghĩa là những người bán có thể là họ đã chốt lời và những người mua đã, thì họ sẽ bắt đầu từ cái mức này cho nên họ sẽ không có lời. Cho nên nếu như mà giá BTC ở một cái mức nào đó một thời gian dài thì cái phần trăm này sẽ càng giảm xuống. Đây là cái thống kê phần trăm có lời đến từ Classno mà nhiều bạn rất là quan tâm, cho nên thường hay dành thời gian mỗi ngày để mà chia sẻ với các bạn. Nói tới tin tức đó, thì chúng ta ngày hôm qua có một tin tức rất là lớn, đó chính là tin tức liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump. Thì trong cái bài phỏng vấn với lại Fox thì các bạn thấy được là đã có một phần hỏi riêng về tiền kỹ thuật số. Thì chúng ta nhìn thấy được là cựu tổng thống Donald Trump cũng đã thay đổi quan điểm về Bitcoin rồi Các bạn đã nhớ là khi còn là tổng thống đó Thì ông hoàn toàn không thích Bitcoin Tại vì ông xem Bitcoin như là một cái gì đó Để mà chống đối với đồng đô la Nhưng mà khi được hỏi ngày hôm qua đó Thì ông đã nói tóm tắt đó là Ngày càng nhiều người chấp nhận Bitcoin Họ muốn thanh toán bằng nó Nó bắt đầu có một sự sống riêng Tôi thích đồng đô la là đồng mạnh nhất Nhưng mà tôi có thể chấp nhận Bitcoin có nghĩa là các bạn thấy được là ông cũng đã có sự cởi mở với Bitcoin và chúng ta thấy là bây giờ đã những ứng cử viên tổng thống đều phải chia sẻ quan điểm của mình liên quan đến nghĩ sao về Bitcoin, nghĩ sao về crypto. Các bạn có thể nghĩ là trong vòng 7 năm thôi từ khi mà có kênh này tới bây giờ đó thì 7 năm qua cái thời gian nó không phải là nhiều đâu các bạn. Nhiều bạn theo dõi kênh này nhiều khi nhìn lại đã là 2 3 năm rồi. Nhiều bạn đã đã theo dõi kênh bắt đầu từ chu kỳ vừa rồi, ngay cái đỉnh là năm 2021 thì tới năm 2024 đó thì đã là 2 năm mấy ba năm rồi các bạn cho nên thời gian trôi qua rất là nhanh và chúng ta đã thấy là cho dù như vậy nhìn lại đó thì cái sự khác biệt rất là lớn bây giờ những tỷ phú những ứng cử viên ứng cử tổng thống hoa kỳ đó đã là phải chia sẻ quan điểm về bitcoin thì các bạn thấy được thị trường này đang ngày lại càng lớn cỡ nào rồi vẫn có rất nhiều người nghĩ đây là một thị trường lừa đảo hay là họ nghĩ bitcoin gì con số không bitcoin không có giá trị nội tại vân vân nhưng mà thật ra khi mà nhìn lại đây các bạn mới thấy được nếu đó là sự thật thì không cần và hỏi coi như thế này và những ứng cử viên cũng không cần phải chia sẻ quan điểm của mình về bitcoin ra sao đâu các bạn và những tỷ phú họ cũng không có cần phải một là chống đối hay là cực kỳ ủng hộ đâu nếu như mà họ thực sự nghĩ bitcoin không là gì thì sẽ không ai nói đến nữa các bạn nên hiểu là cục đá trên đường đó thì sẽ không ai quan tâm đâu các bạn chỉ khi nào mà các bạn vấp phải cục đá đó các bạn bị té các bạn đứng gì thì các bạn mới chửi cục đá đó mà thôi chứ còn cục đá giữa đường không ai quan tâm đâu thì bitcoin cũng như vậy các bạn nếu như mà bitcoin là một cái gì đó người ta không quan tâm người ta cảm thấy được là vô dụng, không có ý nghĩa gì hết thì sẽ không ai nói về Bitcoin đâu các bạn. Lý do tại sao mà Bitcoin là một đề tài mà thu hút cái sự chú ý đến từ cả người thích và người anti tại vì nó thực sự là một cái gì đó có sự ảnh hưởng các bạn và bây giờ nó đã là một phần của thị trường tài chính thế giới rồi các bạn. Chúng ta có Bitcoin Spot ETF khắp nơi, đương nhiên ở Hoa Kỳ là cái số lượng tiền lớn nhất. Mà nói tới Bitcoin Spot ETF đó, thì các bạn cũng đã nhìn thấy được là cái dòng tiền ngày hôm qua rất là tốt. Sau cái ngày đầu tiên sau 17 ngày giao về có dòng tiền âm đó là 35 triệu Trước đó các bạn thấy là mỗi ngày đều có mấy trăm triệu là tiền đi vào thị trường này nhưng mà ngày trước đó đó là âm 35 triệu ngay sau đó ngày hôm qua nó chúng ta đã có dòng tiền rất là mạnh là 251 triệu đi vào thị trường này và nếu như các bạn nhìn vào cái biểu đồ các bạn sẽ thấy được là ngày hôm trước đó đó khi chúng ta có dòng tiền âm lần đầu tiên sau 17 ngày có dòng tiền dương nó chỉ là một cái gì đó nho nhỏ trên màn hình mình thôi các bạn không gì mà tăng mãi liên tục hết chúng ta chỉ thấy một cái sự điều chỉnh nho nhỏ rồi lại tiếp tục thấy cái số lượng mình không là tích lũy đó lại tiếp tục tăng lên các bạn và ngày hôm qua đã có 4 4.811 Bitcoin được thu mua bởi những quỹ Bitcoin Spot ETF 4.811 trong khi mỗi ngày chỉ có 900 Bitcoin được đào ra mà thôi các bạn Cái lực mua vẫn có hiện tại đến từ những công ty forward để mà mua Bitcoin trên sàn OTC để mà đưa vào cái quỹ Bitcoin Spot ETF của họ Và lực mua lại sẽ tiếp tục ngày hôm nay Tại vì sao? Tại vì chúng ta nhìn thấy được là cái lực bán của Grayscale đó Hôm nay chỉ có 44 triệu mà thôi Có thể nói đây là cái lực bán thấp nhất kể từ khi mà có Bitcoin Spot ETF và hiện bây giờ vẫn chưa có thống kê của những quý còn lại một cách đầy đủ nhưng mà thuận vừa nhìn sơ qua đó thì cái số lượng nạp vào ở trong quỹ phải tính riêng một quỹ thôi đã hơn con số này rồi có nghĩa là ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày mà có dòng tiền dương dương bao nhiêu đó thì chúng ta chưa biết hiện tại thường sẽ chia sẻ khi nào mà có thông tin khoảng chừng là vài tiếng nữa các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là mọi thứ thì vẫn đang diễn ra như là chúng ta đã từng nói đến còn về giá của BTC đó thì các bạn thấy được cũng đã tăng rất là nhiều trong thời gian qua rồi bây giờ là một cái thời kỳ gọi là tích lũy nghỉ ngơi ở cái mức này và BTC ở cái mức này có thể dao động từ 50 tới 52 thường cũng không quan tâm đâu các bạn tại vì chúng chúng ta vẫn chưa thấy được là btc khi nào mới lựa chọn là đi vào xu hướng nào và khi mà bitcoin lựa chọn rồi đó thì sẽ có một cái sự dao động khá là lớn đó các bạn những gì chúng ta nhìn thấy đương nhiên chỉ là ngay lúc này mà thôi tại vì khi giá di chuyển đó thì những cái lệnh này nó cũng sẽ thay đổi luôn có khi là có người thêm lệnh vào có khi là có người chốt lời hay là đóng lệnh các bạn cho nên mọi thứ nó di chuyển liên tục ở trong đời thật đây chỉ là một cái tấm hình cho các bạn nhìn thấy được là ngay thời điểm bây giờ cái số lượng lệnh bị thanh lý hai triệu là bao nhiêu và giá hiện bây giờ vẫn đang nằm ngay chính giữa và chúng ta cũng có cái thống kê đến từ hoa đầu 15 capital thì tính ngày hôm qua đó các bạn nhìn thấy được là đã xanh tất cả các loại địa chỉ ví từ 0 tới 1, từ 1 tới 10, từ 10 tới 100 và hơn 100 BTC đều xanh hết. Tất cả đều đang có dấu hiệu là tích lũy. Thì ai đang bán đương nhiên các bạn thấy được những thống kê này là không tính những cái ví của những cái sàn thì có khả năng là BTC từ đó mà ra. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là những cái ví nhỏ đã không còn lực bán nữa và thậm chí đã bắt đầu có, có sự tích lũy rồi. Chúng ta cũng đã nhìn thấy thông tin tương tự khi mà chúng ta nói tới Bitcoin Hitmap trong video ngày hôm qua. Nhưng mà nào mà chưa xem em cũng nên xem để mà hiểu rõ hơn về những cái địa chỉ ví bây giờ đã động thái như thế nào và chúng ta cũng đang vẫn tiến tới giai đoạn 2 các bạn giai đoạn 2 cũng đã bắt đầu rồi chúng ta đã bắt đầu nghe cái công ty tư vấn tài chính này hay là cái công ty tư vấn tài chính kia đã có thể giới thiệu sản phẩm Bitcoin Smart ETF cho khách hàng của họ và hôm nay đó lại tiếp tục có những thông tin đó các bạn mỗi lần mà các bạn nhìn thấy được cái chữ viết tắt đó là RIA có nghĩa là từ này là viết tắt của Register Investment Advisor đây là một cái bàn các bạn phải có để có thể tư vấn tài chính thì hôm nay đó có công ty tư vấn tài chính là Carson Group. Đây là công ty tư vấn mà họ quản lý khoảng chừng là 30 tỷ đô la. Thì họ đã bắt đầu có thể giới thiệu 4 quỹ Bitcoin ETF cho khách hàng của họ. Từ BlackRock, Franklin, Bitwise và Fidelity các bạn. Đây là cái giai đoạn thứ hai chúng ta thường hay nói đến. Tại vì giai đoạn 1 là giai đoạn mà chúng ta thấy những cái quỹ họ sẽ di chuyển tiền. Từ châu Âu hay là từ Canada qua những quỹ ở Hoa Kỳ hay là những cái quỹ mà có cái phí cao hơn di chuyển qua những cái quỹ mà có cái chi phí thấp hơn và những người bình thường cũng có thể tò mò họ tự tìm hiểu và tự mua đó là giai đoạn đầu giai đoạn thứ nhì đó là giai đoạn chúng ta vừa mới nói đến là đã bắt đầu rồi các bạn đây là giai đoạn mà những công ty tư vấn họ sẽ bắt đầu giới thiệu cái sản phẩm này với khách hàng của họ và nó đang diễn ra hiện tại và giai đoạn 3 là giai đoạn dài hạn hơn đó chính là khi mà Bitcoin Spot ETF trở thành một phần của những cái mô hình đầu tư dài hạn thì chúng ta vẫn đang chứng kiến 3 giai đoạn diễn ra song song với nhau nhưng mà giai đoạn thứ hai nó sẽ chậm hơn giai đoạn 1 và giai đoạn 3 sẽ tốn nhiều năm các bạn. Chúng ta cũng thấy được là có một số quỹ họ trước đây đã cũng đã ngưng đầu tư trong những thời kỳ như năm 2022 thì họ cũng đã trở lại rồi các bạn. Chúng ta thấy một trong những cái quỹ nổi tiếng đó chính là cái quỹ của Andreessen Hollywood như là cái quỹ A16Z đây là một quỹ đầu tư mạo hiểm và họ vừa đầu tư 100 triệu đô la các bạn vào Engine Layer. Đây là một cái giao thức restaking hàng đầu của Ethereum với tổng giá trị bị khóa và chúng ta có thể thấy thông tin chi tiết đó thì Engine Layer trước đó đã huy động được là 50 triệu đô la vào tháng 3 năm ngoái do Blockchain Capital dẫn đầu. Engine Layer ra đời vào năm 2021 ngay cái thời điểm sôi động đó các bạn và họ đã sống sót qua được mùa đông cho phép các vai đây đều và những người mà tham gia staking đó có thể là restake các token phái sinh từ staking lỏng các bạn nghĩa là liquid staking giống như là Lido, Stake Ether hay là Rocket Pool có nghĩa là các bạn khi stake vào trong những cái liquid staking này các bạn sẽ có một cái token thế chấp giống như là một cái token phái sinh như các bạn và cái dự án engine layer này cho các bạn lấy cái đó rồi lại stake thêm một lần nữa hiểu đơn giản là như vậy và những token này có thể được triển khai trong các giao thức DeFi khác nhau để mà kiếm lợi nhuận thì engine layer đứng thứ ba trên Ethereum về tổng giá trị bị khóa nghĩa là TVL

TVL của Engine Layer đã tăng 347% trong tháng qua theo dữ liệu từ DeFi mà Bật cái sự tăng trưởng mạnh mẽ này bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 sau khi mà Engine Layer quyết định tạm thời bỏ giới hạn staking để mà thúc đẩy sự tăng trưởng tự nhiên của cái nền tảng và cái các bạn cần hiểu đây đó là họ đã trở lại họ là, là những quỹ đầu tư mạo hiểm các bạn sau khi có những cái sự kiện năm 2022 năm ngoái là một năm mà chúng ta rất ít nghe nói tới những cái quỹ đầu tư mạo hiểm năm nay họ đã trở lại rồi các bạn thị trường thực thực sự đang nóng lại và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được trên màn hình đây là so sánh những cái chu kỳ giống như chúng ta nhìn thấy chu kỳ đầu tiên là màu cam trên màn hình kế đó chu kỳ thứ nhì là cái màu đỏ trên màn hình các bạn từ năm 2012 đến năm 2014 kế đó là chúng ta thấy chu kỳ thứ ba là chu kỳ mà thường nghĩ rất nhiều bạn bắt đầu theo dõi kênh là bắt đầu từ chu kỳ này các bạn từ năm 2015 tới năm 2018 và kế đó là chu kỳ mới đây năm 2021 các bạn là màu xanh lá cây và màu đen nó là cái chu kỳ hiện tại thì có một điều Điều rất rõ ràng các bạn là những cái chu kỳ này đó nó không có hoàn toàn giống nhau nhưng mà nó có cái sự tương đồng với nhau các bạn về cái sự tăng trưởng đương nhiên sự tăng trưởng cũng giảm theo thời gian và một điều nữa là các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng từ chu kỳ này qua chu kỳ một đó khi tính phần trăm là giảm đi tại vì vốn hóa ngày càng lớn nhưng mà ngược lại chúng ta cũng thấy được một điều rất là thú vị đó chính là trong cái chu kỳ này ngay thời điểm này đó những chu kỳ trước chúng ta đã thấy được có rất nhiều những cái sự điều chỉnh là ba mươi bốn phần trăm rồi các bạn như các bạn nhìn thấy được là chu kỳ năm hai nghìn hai mươi đó chúng ta có rất nhiều những cái đợt điều chỉnh là 30%, 25%. Chúng ta nhìn thấy được là chu kỳ năm 2017 cũng như vậy và trước đó thì rất nhiều luôn các bạn. Nhưng mà đợt này đó là một đợt mà chúng ta nhìn thấy đáng lý đâu tới bây giờ sau khi có nhiều sự tăng trưởng như vậy đó thì đã có một cái sự điều chỉnh lớn nhưng mà vẫn chưa thực sự xảy ra. Chúng ta có cái sự điều chỉnh khoảng chừng 20% trong thời gian gần đây. Nhưng mà các bạn nhìn thấy được là khi mà so sánh với lịch sử đó thì đúng là cái đỉnh của những chu kỳ đã giảm sau thời gian nhưng mà các bạn thấy được là cái phần trăm giá xuống trong từng giai đoạn cũng đã giảm đi luôn rồi đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ đây với các bạn. Có nhiều bạn hỏi Thuận là chúng ta có nên lo lắng về cái sự kiện của tháng 3 năm 2020 hay là không. Các bạn có thể thấy được sự kiện này rất rõ ràng trên cái biểu đồ. Khi mà chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xanh này đó, nó xuống rất là sâu tới cái mức là khoảng chừng 50 mấy phần trăm các bạn. Đã có một cái đợt giảm 50 mấy phần trăm từ khoảng chừng 10.000 đô xuống còn có 5.000 đô vào năm 2020. Thì đó là xảy ra vào tháng 3 trước Ha bình. thì chúng ta cũng đang tiến vào tháng 3 có nên lo lắng hay là không thì cái sự khác biệt lớn nhất đó chính là tháng 3 của năm 2020 chúng ta có dịch bệnh xảy ra các bạn đó là một cái sự kiện thiên nga đen đúng nghĩa luôn khiến cho tất cả tài sản đều trở tay không kịp các bạn khiến cho vàng khiến cho cổ phiếu khiến cho crypto đều giảm hết và bitcoin giảm rất là nhanh nhưng mà cũng hồi phục lại rất là nhanh và sau đó đạt đỉnh mới tại vì sao các bạn mỗi lần mà có sự kiện thiên nga đen xảy ra mỗi lần mà khủng hoảng tài chính thì cái các bạn chứng kiến ban đầu chỉ là cái phản ứng tạm thời mà thôi ngay sau đó đó thì các bạn luôn chứng kiến một cái sự hồi phục rồi lại đạt đỉnh mới tại vì sao các bạn tại vì cái cách mà tất cả quốc gia ứng phó với những cái tình hình như này đó chính là kích thích tầng kinh tế bằng cách là giảm lãi suất hay là bơm tiền vào trong thị trường. Rất nhiều quốc gia lớn đều làm như vậy các bạn dẫn đến là tài sản một lần nữa lại tăng trưởng mạnh. Có cái sự giảm mạnh vào tháng 3 của năm nay hay không đó thì tùy theo các bạn nghĩ là chúng ta sẽ có thiên nga đen hay là không. Và nếu như vậy đó thì thì Nga Đen đó sẽ là gì các bạn comment bên, bên dưới ngay bây giờ đó thì không có một cái dẫn chứng gì cho thấy chúng ta sẽ có một cái sự giảm mạnh vào tháng sau và đương nhiên khi chúng ta nói tới thiên nga đen thì đâu có ai biết được các bạn nhưng mà nếu các bạn đang chờ đợi giá của BTC có thể giảm mạnh giống như chúng ta đã từng chứng kiến vào năm 2020 khi mà giảm tới năm mươi mấy phần trăm trong thời gian ngắn đó, thì cái mà các bạn đang mong chờ là một cái thiên nga đen nếu như mà ai cũng nghĩ về một điều gì đó thì nó không thể nào là thiên nga đen được các bạn nhiều người nói là thiên nga đen sẽ đến từ những cái bức động sản thương mại thật ra đây là cái điều mà rất nhiều người đã nói tới rồi các bạn nếu như mà ai cũng nghĩ như vậy đó, thì nó không thể đợi thiên nga đen được thiên nga đen là một cái gì đó mà các bạn không nghĩ đến giống như là dịch bệnh xảy ra rồi chúng ta mới chứng kiến là thị trường giảm mạnh tại vì không ai nghĩ đến cho nên mới có phản mạnh như vậy được cũng giống như là người ta nói trong quyền anh cú đấm nó cao hạ gục các bạn không phải là cái cú đấm mạnh nhất mà là cái cú đấm mà các bạn không thấy dẫn đến sự bất ngờ cho nên các bạn mới bị hạ gục thì thiên nga đen cũng là như vậy các bạn những thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là hàng loạt những thông tin liên quan tới pháp lý tại hoa kỳ và chúng ta hãy nói tới một sàn đó chính là kraken các bạn đây là một sàn mà đã bị kiện bởi sec rồi và sàn này đó thì họ thường là chấp nhận rồi sau đó, đó đóng phạt rồi sau đó là cứ tiếp tục làm việc của họ nhưng mà lần này đó thì kraken cũng đã quyết định là đứng gì để mà chống đối với sec và trên màn hình đây các bạn nhìn thấy được đây là câu chuyện được chia sẻ bởi dave ripley các bạn đây là CEO của sàn Kraken ở Hoa Kỳ và họ cũng đã chia sẻ câu chuyện này ở trên cái trang báo chính thức của họ thì đi tóm tắt lại để các bạn hiểu cuối cùng đó thì Kraken cũng đã đứng gì đấu tranh rồi các bạn tại vì chúng ta thấy là đối với SEC đó họ như là một cái người mà thích ăn hiếp người khác các bạn thì đối đầu với một người mà chỉ thích ăn hiếp người khác các bạn chỉ có hai lựa chọn mà thôi một là các bạn đối đầu trực tiếp hai là các bạn lẫn tránh không đối đầu trực tiếp cho đến khi nào các bạn đủ mạnh để mà đối đầu trực tiếp thì đối với lại SEC cũng như vậy các bạn thấy được là Kraken cuối cùng cũng đã lựa chọn là sẽ đối đầu trực tiếp và họ cũng đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ điều kiện của SEC với lý do thứ nhất là họ nói SEC đang sử dụng chiến thuật hăm dọ bằng cách kiện các công ty lên tiếng phản đối cách quản lý của họ. Tại các phiên điều trần, Chủ Quốc hội đều thường chia sẻ ba điều này rồi thường sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn. Điều thứ hai họ nói tới là SEC đang tạo ra tiền lệ nguy hiểm về lấn quá giới hạn quyền lực của mình và điều thứ ba họ nói tới là SEC không có quyền lực từ quốc hội để mà quản lý thị trường crypto này đây là ba lý do mà họ đã gửi đến tòa nói với tòa là bây giờ hãy bác bỏ điều kiện của SEC đối với họ đi thì bây giờ quan tòa vẫn chưa có quyết định các bạn nhưng mà chi tiết như thế này họ chia sẻ một câu chuyện nó nghe nó cũng khá là rợn người các bạn vào ngày 10 tháng 5 năm 2023 trước ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện và ủy ban nông nghiệp hạ viện thì sàn kraken đã được mời đến để làm chứng về cái sự lớn quá giới hạn của sec trong lĩnh vực crypto và cách tiếp cận quản lý bằng việc thực thi quy định lỗi thời của sec có nghĩa là quản lý bằng cách là cứ đi kiện hay là phạt người ta hoài đó là một cái cách cực kỳ lỗi thời ngày hôm sau sec nghĩa là sau một ngày khi mà họ nghe kraken chia sẻ ở trên quốc hội đó thì sec đã gọi cho kraken và nói là họ sẽ đệ đơn kiện Kraken đây là một hành động trả đũa đối với Kraken tại vì SEC không thích những lời mà Kraken nói cho nên mới trả đũa bằng cách tất kiện họ SEC cáo buộc đó là Kraken cũng giống như những cái sàn khác là cung cấp chứng khoán không đăng ký nhưng mà đơn kiện của SEC đó thì lại không nói rõ là loại token nào là chứng khoán thay vào đó SEC yêu cầu tòa án chấp nhận một lý thuyết là có thể có một hợp đồng đầu tư mà không cần có hợp đồng người bán không cần có nghĩa vụ hoặc là thậm chí không có bất kỳ sự tương tác nào giữa người phát hành và người mua đây là một cái sự cực kỳ vô lý các bạn có nghĩa là khi các bạn mua một token nào đó thì đó là một cái hợp đồng đầu tư cho dù là cả hai bên không ai ký hợp đồng và các bạn cũng không biết là người bán là ai và người mua là ai và cả hai bên đều không có bất cứ một cái nghĩa vụ nào hết các bạn và lý thuyết này đã không có nguyên tắc giới hạn nó sẽ cho SEC quyền lực không giới hạn đối với các vật phẩm sưu tầm như là kỹ vật thể thao, thẻ bài giao dịch, đồng hồ, thậm chí các hàng hóa như là kim cương. Đây là một cái sự lớn quá giới hạn quyền lực của SEC. Đây là cái sự chia sẻ đến từ khóa kênh các bạn. Hơn nữa, họ nói là SEC đã không thể chỉ ra cái sự quỷ quyền rõ ràng từ quốc hội là họ có thể quản lý về một vấn đề có tầm quan trọng kinh tế và chính trị như là crypto. Đây là cái sự chia sẻ đến từ Kraken. Thì cái mà các bạn thấy đó là không chỉ là Kraken, chúng ta có sàn Binance US, chúng ta có sàn Coinbase. Tất cả đều đứng lên đấu tranh và đương nhiên Ripple cũng đã đấu tranh rất lâu rồi và chúng ta bây giờ cũng có Bitcoin Spot ETF. Thêm vào đó nữa các bạn thấy được là có hai công ty đó chính là thứ nhất là công ty Riot Blockchain và thứ nhì nữa là cái hiệp hội tiền kỹ thuật số ở Texas đã liên kết với nhau để họ đệ đơn kiện cái lệnh đến từ chính quyền của Joe Biden về việc là những công ty đào phải cung cấp những dữ liệu liên quan đến sử dụng bao nhiêu điện. Và đây là điều mà được nói đến ngày hôm qua bởi dân biểu Tom Emmer cũng đã gửi một lá thư đòi hỏi cái sự trả lời. Thì các bạn thấy được là hiện bây giờ đó chính phủ Joe Biden đang đối đầu khắp nơi với cái sự chống lại từ những công ty crypto các bạn. Và chúng ta cũng thấy một điều nữa là tỷ phú Mark Cuban cũng đã chia sẻ cái thuyết của John Deaton. John Deaton là cái luật sư mà đang đứng ra để mà ứng cử chống lại thượng nghị sĩ Warren. Và các bạn thấy được là Mark Cuban là một người mà cũng ủng hộ crypto thì cũng đã retweet cái này thì cũng đồng nghĩa là Mark Cuban ủng hộ John Deaton để và thay thế thường nghị sĩ Warren một trong những thường nghị sĩ mà đã có tiếng tâm rất là lâu rồi các bạn các bạn có thể nhìn thấy được là tất cả những điều này kết quả ra sao đó thì chúng ta sau này mới biết nhưng mà năm nay và năm sau là những năm cực kỳ sôi so động trong thị trường crypto các bạn chúng ta cứ muốn thấy là những công ty này đã liên tục trì hoãn, liên tục để đơn kiện ngược lại với SEC và chính quyền của Tổng thống Joe Biden để có thể kéo dài thời gian các bạn. Đó là điều chúng ta cần. Cho dù là kết quả sau này không mong đợi đi nữa. Hy vọng là như mong đợi các bạn nhưng mà cho dù là không phải đi nữa thì tất cả những cái này đều là cái sự đẩy ngược trở về các bạn là cái sự đấu tranh để chúng ta kéo dài thời gian để có được một cái mùa bull run mỹ mãn các bạn cho nên đây là điều mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và chúng ta muốn thấy nhiều công ty hơn đứng lên để mà chống đối SEC chống đối những cái luật được đưa ra bởi chính quyền của tổng thống Joe Biden hiện tại liên quan đến crypto. Và một số bạn cũng uh, hỏi thuận liên quan đến CZ thì tình hình ra sao rồi thì các bạn đã biết là CZ đó đăng lý đâu là trong cái tháng này đã ra tòa để mà nhận án nhưng mà đã được dời vào tháng tư các bạn lý là sao thì thường vẫn chưa có rõ nhưng mà ngay bây giờ đó thì cũng đã gần tới thời gian đó rồi thì hiện bây giờ đó ở bên uh, luật sư của bên công tố viên đó họ đã đệ đơn lên tòa nói là đã gần tới cái ngày CZ phải ra tòa vào tháng tư rồi thì uh, xin phép tòa án cho phép là tịch thu cái hộ chiếu của cg đó chính là hộ chiếu của canada các bạn và ngay bây giờ đó thì cg vẫn có thể là đi lại thoải mái nhưng mà nếu như mà muốn đi đâu xa đó thì phải thông báo trước 3 ngày không phải là cấm chỉ là bắt buộc phải thông báo trước 3 ngày mà thôi thì cg là án bao nhiêu chúng ta vẫn chưa có biết hiện tại phải đợi tới tháng tư các bạn nhưng mà tháng sau thì sam bayman free sẽ phải ra tòa những án một tháng trước khi mà cg nhận án các bạn ok đó là tất cả những cái tin tức mình thu muốn mang đến cho các bạn nhưng mà chúng ta bây giờ hãy chuyển qua tới một cái đề tài mà cực kỳ hấp dẫn đối với thuận và có thể đối với rất nhiều bạn các bạn